Đây là chiếc cầu treo dân sinh bắc qua suối Tạ Bú, thuộc bản Tạ Búng, xã Tạ Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Chiếc cầu này đã được xây dựng từ nhiều năm trước, thì nay đã xuống cấp và không sử dụng được nữa. Tuy nhiên, người dân xã Tạ Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La vẫn phải đóng tiền công quỹ để phục vụ cho việc sửa chữa cầu treo này. Vì thì điểm ấy là các bên ủy ban nó gọi các trưởng bản lên họp sẽ thống nhất bàn với nhau thì là tức là vì cầu treo xuống cấp thì là sẽ trong bàn hỗ trợ thì là thống nhất nhau là mỗi tính theo lao động thì là mỗi lao động là 100.000 để góp cái cầu treo. Thế nhưng mà đến tận bây giờ thì là bản cũng đã thu nộp sau các số tiền tăng 18 rồi. Cái này là so trước là chưa có cầu cứng thì đầu đi cầu treo thì đường tắt. Đấy, đến bây giờ thì là nó có cầu treo thì nó xuống cấp rồi thì là vòng qua bòn mòn. Đấy thì qua thì nói chung thì nó bị bỏng một tí. Đấy từ tính từ lầu hai lầu cầu ấy là nhân với nhau thì gần cây số. Việc thu tiền được thực hiện từ năm 2018 cho đến nay, mặc dù không được phép sửa chữa, sử dụng cây cầu đó, nhưng Ủy ban Nhân dân xã Tạ Bú vẫn tiến hành thu. Khi Ủy ban Nhân dân huyện Mường La không chấp thuận, thì cho đến nay, số tiền đó vẫn chưa được Ủy ban Nhân dân xã Tạ Bú hoàn trả lại cho người dân. Xã cũng là gọi các trưởng bản, các bản trong 14 bản trong toàn xã ấy, là cũng đi họp và bàn là cuối hạch là của Ủy ban Nhân dân xã là đóng góp tiền với quý cũng ít là mỗi ngày 100.000 mỗi lao động coi như là sửa cầu treo Tạ Bú, nhưng mà số tiền đấy là huyện và tỉnh nó không chấp nhận là cho Tạ Bú làm cầu treo nữa, sẽ hủy cái cầu treo đi, sẽ số tiền đấy sẽ hoàn lại cho dân. Bây giờ đến nay thì xã chưa hoàn lại cho dân. Để làm rõ vấn đề này, phóng viên đã có buổi làm việc với ông Cà Văn Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tạ Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Tại trụ sở, ông Ngọc cho biết. Cái nội dung này thì có. Thì báo cáo các đồng chí thì sau khi trong có quá trình cầu treo xuống cấp thì cũng Ủy ban Nhân dân xã cũng đã có nhiều cái tờ trình đề xuất lên huyện để sửa. Nhưng tuy nhiên thì liên quan đến nội dung này thì do ý kiến của bà con thôi. Chủ trương chúng tôi cũng rất lo ngại cái nội dung này. Sau khi ý kiến của bà con thì thôi cũng phải có giải pháp gì để sửa cho bà con đi cho nó tiện. Vì nếu phải đi vòng cái đường kia nó phải mất gần 4 cây. Thì nhất là các cháu học sinh đi qua cái khu đó nữa. Thì liên quan đến cái nội dung này thì sau khi thống nhất với tập thể thì chúng tôi cũng đã có tờ trình đề xuất lên Hội đồng Nhân dân xã. Xin để cho có chủ trương thu gọi là mỗi hộ gia đình là 100.000. Đấy, sao các hộ nào mà đi qua cầu ấy, đấy thì cơ bản thì hiện nay thì cũng thu thì cũng một số bản thì cũng đã nộp rồi. Đấy, nhưng mà một số bản thì hiện nay thì cũng phần nhiều là chưa nộp. Đấy, chưa nộp thì liên quan đến nội dung này thì cũng chủ trương là như thế. Nhưng tuy nhiên là sau khi có cái quyết định cũng như là ý kiến chỉ đạo của huyện này, quyết định của ủy ban tỉnh này, không chỗ cái cầu đấy thì nó cũng, sẽ không tu sửa được nữa. Và có quyết định của tỉnh thì sẽ cho tháo dỡ cái cầu đấy. Thì sau khi cái nội dung đó thì chúng tôi cũng dừng lại cái khoản thu này. Nếu mà không sửa cầu nữa thì chúng tôi sẽ tiếp tục xin ý kiến dân và sẽ trả lại dân. Là thứ nhất. Phương án thứ hai thì cũng đang nếu mà không, nếu mà dân cho cái tiếp tục cho cái chủ trương là sẽ san cái để làm chợ nông thôn tại xã thì chúng tôi cũng sẽ phải tiếp tục xin ý kiến của hội đồng. Đấy, để chuyển cái mục đích này sang cái để sửa để san mặt bằng. Trưởng bản sẽ kê cái danh sách cụ thể xong là cho các hộ dân ký. Xong là nộp đơn trực tiếp và thủ quỹ kế toán. Việc thu tiền của người dân để sửa chữa cầu treo trong khi Ủy ban Nhân dân huyện không cho phép. Phải chăng Ủy ban Nhân dân xã Tạ Bú đã làm trái với chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân huyện? Truyền hình báo điện tử Tầm Nhìn đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Mường La, tỉnh Sơn La làm rõ trách nhiệm đối với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã này.